ghế massage Makano. Món quà từ tâm, nâng tầm sức khỏe. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 12. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát hiện người đàn ông bán bánh bao chết tại nhà trọ ở Tiền Giang, dương tính với Covid-19. Lá thông tươi cả triệu đồng hút khách trong mùa Giáng sinh năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh lại xuất hiện đinh hình thoi trên quốc lộ 1, bao giờ mới hết vấn nạn nhức nhối này? Chui đầu qua cánh cổng tự động, một cháu bé bị nhấc ngược lên cao tại Trung Quốc. Sao chổi nghìn năm, Leonard sáng nhất năm 2021 sắp đi qua trái đất. Và sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 11 tháng 12. Mùa Giáng sinh năm nay, các sản phẩm đồ trang trí Noel từ lá thông tươi có giá cả triệu đồng đang thu hút khách mua. Vòng nguyệt quế, cây thông ghép mini hay các cây thông lớn là các món đồ được săn đón nhiều nhất. Loại thông tươi được khách hàng yêu thích nhất là dòng sản phẩm thông Norman Fir, nhập khẩu nguyên cây từ Đan Mạch, có chiều cao từ 1,25m đến 4m. Bên cạnh đó, lá thông dùng làm đồ trang trí cũng được nhập khẩu hoàn toàn. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian ở nhà nhiều hơn nên người dân có xu hướng trang trí Giáng sinh sớm hơn mọi năm. Ngay từ đầu tháng 12, thị trường đồ trang trí tự nhiên đã nhộn nhịp với số lượng đơn đặt hàng nhiều hơn so với năm trước. Dòng sản phẩm hoa cây lá thông thật này thì nó sẽ có một cái mùi thơm, mùi ấm của gỗ và cái mùi thơm của quế. Ngoài ra có một chút ngọt ngọt cái mùi của hoa quả sấy nữa. Cái phần lá của lá thông ấy thì nó sẽ có một mùi thơm nhẹ của cây cỏ. Khi cả một cái cây thông khoảng tầm 1m8 ở trong nhà thì trong nhà sẽ có một cái mùi ấm nóng của tự nhiên nữa. Đối với giá sản phẩm cái cây thông nhỏ mini này thì giá cây mini thấp nhất này sẽ là 1.650.000. Cây sẽ cao khoảng tầm 30cm ạ. Còn nếu mà những cái cây thông thật và để nguyên gốc của cây thì giá sẽ dao động từ khoảng tầm 5 đến 6 triệu ạ. Ngoài ra những cái cây cao hơn như kiểu khoảng tầm 1m8, 2m thì nó sẽ rơi vào cái giá thành nó hơi cao hơn. Nó sẽ khoảng tầm 10 triệu đến 15 triệu ạ. Mới đây, Tổng cục Thể dục Thể thao đã có công văn chỉ đạo về việc sử dụng bản ghi quốc ca chính thức trong các hoạt động thể thao của Việt Nam. Theo đó, bản ghi quốc ca được đăng trên website chính phủ sẽ là bản được sử dụng thống nhất. Và bây giờ chúng ta cùng đến với lễ cử hành quốc ca Việt Nam. Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, tối ngày 6 tháng 12, trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam-Lào tại AFF Suzuki Cup 2020, lời quốc ca Việt Nam đã bị ngắt tiếng khi phát trên nền tảng kênh YouTube. Lý do là đơn vị sở hữu bản quyền Next Media đã chủ động tắt âm thanh do những lo ngại về vấn đề bản quyền âm nhạc bản quốc ca có thể làm ảnh hưởng đến việc xem trận đấu của người hâm mộ. Sự việc gây bất ngờ bức xúc cho người dân trên cả nước. Ngay sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chỉ đạo cho biết ca khúc Tiến quân ca là quốc ca của Việt Nam. Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức cá nhân nào dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp theo quy định. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, vấn nạn rải đinh trên đường phố vẫn đang tồn tại và gây ra nhiều nguy hiểm cho người đi đường. Tình trạng đinh hình thoi được cắt mới xuất hiện nhiều trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh. Vào ngày 9 và ngày 10 tháng 12, ông Đinh Minh Cảnh, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã thu gom được rất nhiều miếng đinh hình thoi sắc nhọn, màu đen nằm rải rác trên khoảng 150m quốc lộ 1, đoạn qua cầu vực nút giao Bình Thuận thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Theo ông Cảnh, số đinh ông thu gom được vẫn còn rất mới, không giống như lần trước ông thu gom là đinh có màu đã cũ. Trước đó, vào ngày 7 tháng 12, ông Cảnh đã dùng xe hút đinh thu gom được khoảng 200 miếng đinh trên khoảng 3km quốc lộ 1 theo hướng từ thị trấn Tân Túc về xã Bình Chánh. Ông Cảnh chia sẻ, điều thôi thúc ông nhiều năm tự nguyện thu gom đinh cùng các vật nhọn trên đường đó là sự an toàn của bản thân và những người tham gia giao thông. Ngày 11 tháng 12, Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho biết đã có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý sử dụng đất trước và sau cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng. Thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại 7 nhà đất mà công ty này được giao trong giai đoạn trước và sau cổ phần hóa, như tại dự án khu dân cư Bắc đường Phan Bá Phiến, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao đất cho công ty không thông qua đấu giá là vi phạm luật đất đai. Việc thống kê 50 lô đất thuộc quỹ đất tái định cư, nhưng thực tế không bố trí tái định cư để không định giá quyền sử dụng đất tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là vi phạm.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo Công an thành phố điều tra, xử lý các dấu hiệu tội phạm về các vụ việc do thanh tra chuyển sang. Công an Đà Nẵng điều tra xử lý theo quy định đối với các dấu hiệu tội phạm trong việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất trước và sau cổ phần hóa của công ty tại dự án Bắc Phan Bá Phiến, Hòa Phát 3 mở rộng, 31 Núi Thành, chung cư cao tầng số 6 Nguyễn Du, dự án Bắc Nút Giao thông Hòa Cẩm. Tại Tiền Giang, sáng ngày 11 tháng 12, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân một người đàn ông chết tại nhà trọ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, con gái của ông Quy đang tạm trú tại một căn nhà trọ ở xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thức dậy gọi cha đi làm như thường lệ nhưng không thấy trả lời. Khi đến kiểm tra thì phát hiện ông Quy đã tử vong. Nhận tin báo, Công an xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc. Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông này dương tính với Covid-19. Được biết, ông Quy hành nghề buôn bán bánh bao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đến chiều nay ngày 11 tháng 12, Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích hai nạn nhân mất tích trong vụ sập mỏ khai thác vàng trái phép tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 12, Công an huyện Chợ Đồn nhận được tin báo tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi xảy ra vụ sập mỏ khai thác khoáng sản trái phép khiến hai người mất tích. Ngay sau đó, Công an huyện Chợ Đồn đã cùng lực lượng chức năng phối hợp huy động phương tiện, máy móc vào cuộc tìm kiếm, triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn. Có nhiều đá to, sâu hơn 400 mét, lại có nhiều đường nhánh, diện tích nhỏ hẹp chỉ cho phép một người bò qua nên công tác cứu hộ diễn ra khá chậm, gặp nhiều khó khăn. Được biết, mỏ vàng trái phép trên đã tồn tại từ nhiều năm nay. Chiều ngày 11 tháng 12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Lê Minh Luyến, 26 tuổi và Lê Mạnh Thương, 23 tuổi, là hai anh em ruột quê Bình Phước để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, Công an phường Thới Hòa tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy mới mua chưa gắn biển số trị giá 57 triệu đồng. Ngay sau đó, lực lượng công an lần theo dấu vết của thiết bị định vị gắn trên xe máy thì phát hiện tài sản bị trộm đang được để tại một tiệm rửa xe thuộc khu phố 6, phường Thới Hòa. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, xuất hiện hai đối tượng chạy xe máy đến lấy chiếc xe bị trộm thì lực lượng ập vào vây bắt được Lê Minh Luyến cùng tang vật, còn Lê Mạnh Thương bỏ chạy được khoảng 500 mét thì bị lực lượng chức năng đuổi kịp, khống chế và đưa về trụ sở công an phường Thới Hòa để làm việc. Tại Sơn La, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống vừa nội soi lấy thành công con sáng dây dài khoảng 6 mét từ dạ dày người phụ nữ có thói quen ăn đồ tái, sống. Trước đó, ngày 9 tháng 12, bà N, 60 tuổi, ở Sơn La, đến Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống với triệu chứng đau bụng âm ỉ, người mệt mỏi, khó chịu. Khi nội soi dạ dày, bác sĩ xác định có một con sáng dây bò ở dạ dày đến ruột non bệnh nhân, kích thước khoảng 6 mét. Sau đó, các y bác sĩ bệnh viện đã phẫu thuật gấp thành công con sáng dây ra khỏi người bệnh nhân. Theo Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống, bệnh nhân bị nhiễm sáng dây do thói quen ăn đồ tái, sống. Để tránh bị nhiễm sáng dây, người dân cần giữ thực phẩm sạch sẽ, sử dụng nguồn nước và nguyên liệu an toàn, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm đã nấu chín. Chuyển sang những tin tức thế giới, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa đồng ý mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế, thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Phó Thủ tướng nêu rõ, nhằm khôi phục hoạt động vận tải hành khách quốc tế, khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không nói riêng, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế du lịch nói chung, không để Việt Nam tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực, đồng thời tạo điều kiện cho bà con Việt Nam được về quê hương trong bối cảnh Tết Nguyên Đán Nhâm Dần sắp đến. Việc mở lại các chuyến bay quốc tế theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải là cần thiết, nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Phó Thủ tướng đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao, đồng thời yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân. Tại Nhật Bản, nghiên cứu cho thấy các tế bào T ghi nhớ virus cúm mùa giúp phản ứng hiệu quả với SARS-CoV-2. Một nghiên cứu mới công bố cho thấy một đặc điểm gen liên quan bạch cầu ở hơn phân nửa người Nhật có thể đã giúp cơ thể họ chống lại COVID-19, kích hoạt các tế bào miễn dịch đã có khả năng nhận biết virus cúm mùa. Các nhà khoa học tập trung vào các tế bào T sát thủ thuộc cơ chế phản ứng miễn dịch khi virus xâm nhập cơ thể. Những tế bào này tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào nhiễm virus, xác định chúng nhờ các peptide, cấu trúc hình thành protein hoặc những mẫu protein từ virus.
Họ xem xét một loại kháng nguyên bạch cầu ở người có tên gọi là HLA-A24. HLA là protein nằm trên bề mặt tế bào bạch cầu, đóng vai trò then chốt trong cơ chế phòng vệ của cơ thể. HLA-A24 xuất hiện ở khoảng 60% người Nhật. Có một thông tin thú vị về sao chổi Leonard, đó là sau 40.000 năm di chuyển trong không gian, sao chổi Leonard sẽ đạt điểm gần trái đất nhất trong vài ngày nữa. Đây cũng là sao chổi sáng nhất năm 2021. Dự kiến sao chổi Leonard sắp đi gần trái đất vào ngày 12 tháng 12, trước khi đến điểm gần mặt trời nhất vào ngày 3 tháng 1 năm sau, đúng một năm sau khi sao chổi này được nhà thiên văn Greg Leonard phát hiện lần đầu tiên. Sau ngày 3 tháng 1 năm 2022, sao chổi sẽ bắt đầu chuyến hành trình dài trở lại không gian sâu thẳm và chỉ quay trở lại khoảng 80.000 năm nữa kể từ bây giờ. Hiện chưa có nhiều thông tin về kích thước cũng như thành phần của sao chổi. Tuy nhiên, hầu hết phần đuôi của nó có thành phần băng và các hạt bụi. Tại Trung Quốc, vừa xảy ra một vụ tai nạn hy hữu khi một bé trai bị nhấc bổng lên không trung vì chui đầu vào cánh cổng tự động. Đoạn clip được quay ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam cho thấy bé trai chui đầu qua cánh cổng thì bị mắc kẹt. Đúng lúc này, cánh cổng tự động mở lên cho ô tô đi qua đã kéo theo bé trai lên cao. Người mẹ nhanh chóng tìm cách đưa con xuống nhưng bất thành. Ngay lúc này, một tài xế đã chạy đến hạ cánh cổng xuống, giải cứu thành công cho bé. Thông tin thể thao đáng chú ý, báo New Straits Times Malaysia vừa gây sốc khi đưa tin đội tuyển Malaysia có thể sẽ rút lui khỏi AFF Suzuki Cup 2020. Cụ thể, trong bài viết đăng tải sáng ngày 11 tháng 12, phóng viên Malaysia Farah Anzari viết: "Đây là cơn ác mộng của Covid-19. Malaysia có thể buộc phải rút lui khỏi AFF Cup đang diễn ra ở Singapore nếu nhiều cầu thủ của họ có kết quả dương tính." Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Malaysia đã mất 4 cầu thủ do Covid-19 là thủ môn Khairul Lazan Khalid, hậu vệ Quentin Cheng, tiền đạo Akia Rashid và Faisal Halim. Cả 4 cầu thủ này đã tách khỏi đội và bị cách ly 10 ngày. Tờ New Straits Times nhận định, nếu thêm nhiều cầu thủ chủ chốt có kết quả dương tính, huấn luyện viên Tan Chen Ho có thể sẽ không đủ cầu thủ chất lượng để tung vào sân thi đấu. Nếu điều đó xảy ra, đội tuyển Malaysia có thể phải rút lui giữa chừng dù đã thắng cả 2 trận đầu tiên trước Campuchia và Lào. Theo chương trình là phần cảnh báo về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai 12 tháng 12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm mai, ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm mai ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến là từ 14 đến 17 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là 16 đến 19 độ C. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Riêng khu vực Hà Nội ngày mai 12 tháng 12 sẽ có mưa nhỏ. Từ đêm mai trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 14 đến 16 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực. Quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một số lý do nào đó bạn chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Gánh massage Makano, món quà từ tâm nâng tầm sức khỏe.